Good morning all. Một buổi sáng tràn đầy sức khỏe nhé cả nhà. Tin nổi bật hôm nay xin được phép bắt đầu. Dembele bất ngờ quay xe với Barca, chờ hai câu lạc bộ Anh đến đón. Trước đó, Dembele được chi là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Barcelona. Anh cũng nói với huấn luyện viên Xavi Hernandez và ban huấn luyện rằng mình muốn ở lại. Nhưng sau một cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ với ban lãnh đạo, người đại diện của Dembele đã rời đi mà không để thân chủ của mình đặt bút ký hợp đồng mới. Nguyên nhân khiến thương vụ đổ bể là do Dembele tức giận sau khi ban lãnh đạo Barca tìm cách cắt giảm tiền lương của anh dù đã chi ra số tiền lớn để mua Ferran Torres. Dembele sẽ chỉ ở lại nếu anh ta được cung cấp mức lương mà yêu cầu và không ít hơn 1 xu. Và với việc Dembele sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, anh và người đại diện của mình sẽ có thể bắt đầu các cuộc đàm phán hợp đồng trước với các câu lạc bộ khác từ thứ bảy này. Hiện tại đang có khá nhiều đội bóng quan tâm tới Dembele như Man United, Newcastle, Tottenham và Liverpool. Hoàn tất thương vụ 45 triệu, Arsenal sẽ sở hữu Mbappé Bear của riêng mình. Đội chủ sân Emirates đang nhắm đến một ngôi sao có lối chơi khá tương đồng với cầu thủ thuộc biên chế PSG. Tờ Football London cho rằng đội chủ sân Emirates đang chuyển hướng sang một ngôi sao ít gây chú ý hơn, đó là tiền đạo Jonathan David Villa. Ngôi sao trẻ người Canada có phong cách thi đấu khá tương đồng Mbappé Bear khi sở hữu điểm mạnh ở khoảng tốc độ, di chuyển thông minh đồng thời cũng cho thấy khả năng dứt điểm tinh tế. Mùa giải năm nay, David tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn thượng hạng. Anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới lịch 1 với 12 pha lập công sau 19 trận, xếp trên Kylian Mbappé Bear 3 bàn. Dortmund gây áp lực với Erling Haaland. Theo Marca, giám đốc thể thao Dortmund Michael Jock mới đây đã tiết lộ một thông tin gây chú ý. Cụ thể, bản hợp đồng giữa đội bóng này với Erling Haaland có kèm điều khoản cho phép tiền đạo người Na Uy ra đi sau 2 năm ký kết. Giao kèo giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 1 2020, đồng nghĩa đầu năm 2022 là thời điểm Erling Haaland có thể lựa chọn bến đỗ mới hoặc tiếp tục gắn bó với Dortmund. Dortmund vẫn đang nỗ lực giữ chân ngôi sao hàng đầu của đội bóng. Solskjaer đã đồng ý tăng gấp đôi lương cho Erling Haaland lên mức 16 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi vẫn chưa có động thái chính thức nào, bất chấp thiện chí từ đội bóng chủ quản. Tình hình hiện tại buộc Dortmund đưa ra tối hậu thư, trong đó yêu cầu Erling Haaland phải xác nhận tương lai vào cuối tháng 2 2022. Nếu không nhận được câu trả lời cuối cùng sau hạn chót, đội chủ sân Sydney Iduna Park sẽ phải lên phương án tìm người thay thế, do điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro đối với cầu thủ này sẽ có hiệu lực vào tháng 6 cùng năm. Bale đồng ý rời Real trong tháng 1, gây bất ngờ với bến đỗ mới. Bale đang trong 6 tháng cuối cùng của hợp đồng với Real Madrid và không có dấu hiệu nào cho thấy đội bên muốn gia hạn. Cầu thủ người xứ Quỳnh nhiều khả năng sẽ rời Los Blancos vào cuối mùa giải. Theo El Nacional, Bale đã đồng ý rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, kênh trắng nhận thức được rằng việc tìm kiếm một câu lạc bộ mới cho tiền đạo này sẽ rất khó khăn. May mắn cho Los Blancos, Tottenham được cho là đang muốn tái ký với Bale. Tuyển thủ xứ Quỳnh có thể trở lại khoác áo đội Bắc lôm đôm lần thứ 3. Anh khoác áo gà trống lần đầu tiên từ năm 2007 đến 2013 trước khi chuyển đến Real Madrid. Sau đó, Bale quay lại câu lạc bộ vào mùa giải trước thời gian cho mượn kéo dài một mùa. Tottenham dự định sẽ mượn Bale đến cuối mùa giải. El Nacional cũng cho biết, Spurs sẽ trả một nửa tiền lương của anh trong khi Los Blancos sẽ chi trả phần còn lại. Đội tin đồn Hoàng Đức sang Thái Lan thi đấu vào năm 2022. Hoàng Đức đã thể hiện một phong độ ấn tượng tại AFF Cup 2022. Sau khi Việt Nam kết thúc cuộc hành trình tại AFF Cup 2020, những tin đồn về việc chuyển nhượng của Hoàng Đức lại diễn ra. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1998 được cho là sẽ tới Thái Lan đầu quân cho BG3 Thương United. Thậm chí, phía BG3 Thương United cũng sẵn sàng đổi tuyển thủ Thái Lan, Tarakdo Oyin và các thêm tiền để có được sự đồng ý của Viettel. Nếu sang Thái Lan, Hoàng Đức sẽ nhận được nhiều chế độ. Không chỉ có khoản lương cao mà anh còn được cấp nhà, xe hơi để di chuyển giống với những gì Văn Lâm từng có. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, phía Viettel FC vẫn chưa có xác nhận nào về thương vụ này. Đây cũng không phải lần đầu xuất hiện tin đồn Hoàng Đức sang Thái Lan thi đấu. Trước đó, màn trình diễn tốt của anh ở AFC Champions League cũng thu hút nhiều quan tâm. Sau đó, mọi chuyện lắng xuống khi Hoàng Đức tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam được xả trại đi ăn và ngắm cảnh Singapore. Ngày cuối cùng tại Singapore sau những chuỗi trận tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam được tự do đi chơi, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trước khi có chuyến bay về nước vào sáng mai. Trong khi một số cầu thủ chọn ở lại khách sạn nghỉ ngơi thì Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyên Mạnh cùng một số anh em đi tham quan các địa điểm tại Singapore. Hội tuyển thủ còn có mặt tại một nhà hàng Việt Nam tại Singapore để khỏa lấp nỗi nhớ món ăn quê nhà. Nhóm cầu thủ tranh thủ chụp ảnh cùng những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của một cổ động viên người xứ Nghệ. Đội tuyển Việt Nam đã dành tặng những món quà là áo và quả bóng cho những cổ động viên trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi, ủng hộ và thường xuyên giao cơm cho đội tuyển. Nadal trở lại sau khi hết bệnh. Theo báo chí Australia, Rafael Nadal chắc chắn sẽ đặt chân tới Úc trong vài ngày tới để chuẩn bị cho Australian Open. Tay vợt người Tây Ban Nha bị phát hiện nhiễm Covid-19 khoảng 10 ngày trước và đã hoàn thành thời gian cách ly. Theo kế hoạch, Nadal sẽ thi đấu tại một giải ATP 250 trước khi tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm 2022. Thi thể của võ sĩ MMA được tìm thấy sau gần 2 năm mất tích. Hồi tuần trước, một thi thể đã được tìm thấy tại một khu rừng ở Missouri, Mỹ. Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân xấu số là David Koenig, một võ sĩ MMA nghiệp dư từng thi đấu trong giai đoạn 2016-2017. Lần cuối cùng Koenig được thấy còn sống là vào tháng 2 năm 2020 tại một khách sạn trong vùng. Được biết, Koenig đã ở đây trong vài ngày trước khi đột ngột biến mất. Thời điểm đó, Koenig nhắn tin cho một số người bạn xin được giúp đỡ bởi tin rằng bản thân đang gặp nguy hiểm. Sau khi Koenig mất tích, gia đình cùng bạn bè đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin thi thể của Koenig được tìm thấy khiến những hy vọng về một phép màu chính thức dập tắt. Sở cảnh sát địa phương xác nhận, bất chấp xuất hiện nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của Koenig, nhân viên pháp y tin rằng đây không phải một vụ án mạng. Không có vết thương nào được tìm thấy.
Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin chiều nay nhé.